Xin chào các bạn, hôm nay thì mình đến với một chủ đề mà mình tưởng chỉ có Đông Lào chúng ta mới hay chửi nhau về vấn đề này. Đó là cái việc là reviewer nó có ăn tiền mà có tin được hay không. Thế đây bên kênh Vinh Show mình đã làm cái video là reviewer ăn tiền như thế nào, chia sẻ các bạn về cách ăn tiền. Mấy cái thằng reviewer thì nghe đã không tin được rồi. Nhưng bất ngờ là gần đây MKBHD vào ngày 10 tháng 7 lên video là các bạn có thể tin được MKBHD hay không. Video này mình chưa xem bởi vì mình hôm đấy đang đi Hồ Chí Minh. Đợi về xem cùng các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về topic này. Liệu có tin được anh chàng Zenda này không nhá? MK said you say something positive about a product and there's comments asking how much did they pay you. But if you say something negative about that product, they're asking how much did their competitor. Những cái comment rất hay gặp trên mạng và nổi bật đó là nếu mà nói cái gì tốt về sản phẩm thì sẽ bảo là thế nó trả cho mày bao tiền. Còn nếu mà chê sản phẩm thì sẽ bảo là hãng khác trả cho mày bao tiền để chê sản phẩm này, hoặc đơn giản như là mày anti hãng này à. Vân vân và vân vân. Đấy. Can't win. And so I chimed in. Also, if you say nothing about a product, they're asking you, well, why are you ignoring it? Why? Chuẩn. Một lần nữa đó là nếu mà có một sản phẩm gì đấy có phốt mà bạn không nói gì thì nó lại bảo là tại sao mày lại im lặng? Mày lại ăn tiền để im mồm đúng không? Studying business and marketing, this wasn't even a real career path. There was maybe like a single digit number of humans on planet Earth doing this for a living. Chuẩn. Ở cái thời điểm mà mình mà cũng bắt đầu làm công việc trong hồi học đại học, bởi vì cái ông MKBHD này thì là bằng tuổi mình, thì là cái số lượng người mà để làm video lên YouTube để kiếm sống ấy, nó rất là ít. Nó thậm chí không phải được xem là một cái ngành nghề của cái thời điểm đó. Mình làm cũng tầm khoảng được gần 10 năm rồi. Và khi mà bây giờ thì YouTube đã rất khác biệt, nó bùng nổ rất là nhiều. So in the United States we do have what's called the FTC, the Federal Trade Commission, and they do have rules and structures. Cái này thì không giống Việt Nam lắm. Đó là bên Mỹ họ có một cái luật dành cho những bạn influencer ở trên mạng xã hội. Rồi ok, ta sẽ xem được cái luật này là cái gì. For social media marketing. There's a whole PDF on their site you can read if you want to right now. I'll link it below. And most of their points are about disclosure so that customers know when they're being advertised to. Can't be shady or tricky about it. Customers deserve to know. À, cái luật này yêu cầu đó là người xem được quyền biết đó là cái video đấy là nó có quảng cáo hay không. Vì vậy nên một số video các bạn sẽ thấy nó ghi rất rõ là được tài trợ, được quảng cáo. Ở trên YouTube cũng có cái chế độ như này để các bạn thể bật tắt. Bởi vì khi các bạn bật chế độ nhà tài trợ lên thì có thể là video đó sẽ không có quảng cáo của những bên thứ ba nữa. Nên kiểu là đang quảng cáo kem ở bên tay phải này. When they're looking at paid advertising. And that's a good cause, right? That's a cause I can get behind. But I think a lot of us have noticed that these aren't really easily or well enforced. And a lot of these companies, if they didn't have to ever disclose that they were advertising, they never would because they know nobody really likes advertising. Đó, thì một số hãng họ nhận biết rằng chẳng có ai thích quảng cáo cả, thế với thế họ vẫn có thể là vẫn quảng cáo nhưng họ cứ bảo là không quảng cáo ấy thì làm sao? They would đúng không? Try to deceive you into thinking that you're watching something organic when it's really a paid ad. Đấy, thì họ sẽ lừa các bạn bằng cách là có thể cho các bạn xem những video bình thường nhưng mà thực chất video được trả tiền rồi. Now, of course, that shouldn't happen, but this is an independent space and a lot of people don't really play exactly by the rules that the FTC has made. Take this one for example. Here's a post from a good friend, Zach, Jerry Rig Everything on YouTube, posted on Instagram with proper disclosure. Well done. Now here's a, I think clearly an ad for the same thing from someone, maybe part of the same campaign, but no disclosure of any kind from Shaq. Now I love Shaq, but was that really, like are we supposed to believe that that's not an ad? From someone who we used to call the Big Diesel, are we supposed to believe that ad for an electric truck was really just your words? Seriously. Đấy, thì ví dụ như là cái cùng một cái bài post đấy của hai người đều là quảng cáo cho một thương hiệu, nhưng mà của cái anh chàng thứ hai tên là Shark đấy là một cái người mà các bạn đã thấy là đọc cái nội dung là đã biết là ông này là quảng cáo rồi. It's nó khá là lộ liễu. Everyone's playing đấy. By the same rules, so we're still trying to figure out how this is supposed to be, how this should be done in 2020. And so I figured I should just tell you how I run things here on the MKBHD YouTube channel. Transparency. Actually, I đó. Ông này bắt đầu sẽ nói là ông sẽ làm như thế nào để cho các bạn hiểu rõ về cái cách làm việc trên kênh YouTube MKBHD. Very recently, Mr. Mobile on the Waveform podcast, again, I'll link that episode below, where we talked about all of this tech, YouTube, ethics stuff in much greater detail. And I had him on because we line up on a lot of this ethics stuff. He has a great ethics page. But also, at the end of his videos, he has this little section in his reviews where he says this. Disclosure, this review was produced following 5 days with a set of 2020 Pixel Buds provided by Google. I don't do paid reviews, though. The company paid no compensation for this coverage and also didn't get an early look or any copy approval rights concerning it. That means Google is seeing this for the first time.
Nếu các bạn có hỏi mình là người mà mình thích nhất thời điểm hiện tại thì mình sẽ trả lời đó chính là cái ông này, Mr. Mobile hoặc Michael Fischel. Ông này là một YouTuber review á, mình đánh giá là không có những cái góc quay xịn, không có những cái quá tuyệt vời, nhưng cái nội dung ông này đưa ra có một cái góc nhìn có cảm giác rất là lạ. Ngay cả em cái BHD và rất nhiều các YouTuber khác bây giờ review mình cảm giác rất là bình thường, nhưng ông này khi review có một cái nhìn thực sự hay và thực sự là ấn tượng. Đấy, mình recommend các bạn nên xem cái video của ông này. Cách review mọi thứ ông này là không làm trực tiếp trên kiểu MBBHD, ông này sẽ đọc off, vì mình đã từng gặp ông này ngoài đời. Khi mà đi sự kiện ở bên Hawaii thì ông này ông sẽ có một cái bản text, ông ấy thu off hết từ đầu đến cuối. Nhưng cách ông ấy đọc cũng rất là hay luôn, không có kiểu đọc bằng đâu. Và video ông này thì nói rõ luôn là không trả tiền, ông ấy sẽ tự làm bằng cách là sản phẩm có thể đưa cho ông ấy, nhưng mà lên video sẽ không có duyệt. Ông ấy lên thì hãng và cũng như là người xem sẽ cùng nhau được xem cùng một lúc, chứ không phải là sẽ được xem trước. That's good. And I'm watching this like me too. Of course. But the fact that he has to say that, I guess that means not everyone treats it the same way. Not everyone does it like that. So for me, for the MKBHD channel, you should know, one, I have never and will never do paid reviews. And two, I have never and will never give a manufacturer an early look at a review before it goes live. Every time you see a review, you're seeing it at the same time that manufacturer is seeing it too. Đấy, thì ông lại nói rằng là ông cũng làm cách hoạt động tương tự như thế. Exactly is a review. Like I think that word review gets thrown out there a little more. Đúng rồi, từ review bây giờ nó bị lạm dụng, nó là ai cũng thể sử dụng được. So to me, a tech review is an evaluation of a product to figure out if you should buy it or not. So it'll have my experiences, my opinions, and my recommendations. And that's what makes an MKBHD review. Đấy thì với góc độ của MKBHD hoặc cá nhân mình thấy như vậy, đó là thực ra người ta sẽ dùng chính cái cảm nhận của cá nhân đưa vào cho các bạn những cái nhận xét là sản phẩm này ấy, thì nó phù hợp với các bạn hay không. Thực sự ra sản phẩm nào cũng có điểm mạnh điểm yếu, chả nói sản phẩm nào là tốt hoàn toàn, sản phẩm nào tệ hoàn toàn được. Và cái cốt lõi ở trong video đấy là recommend cho các bạn là sản phẩm đó nó có phù hợp với mọi người, thì đấy mới là một cái bài review của MKBHD. Và cá nhân mình cũng nghĩ rằng cái quan điểm tương tự như vậy. Đó, thì không phải cứ video nào mà up lên kênh thì cũng cứ gọi là review được. Và mình thấy rất nhiều người cũng cứ bị sa đà vào vấn đề này. Cứ thấy video thì lại chửi là review này nọ lọ chai. Nhưng không đúng. Video tài trợ thì sẽ không được xem là video review. Mà nó giống như kiểu là một cái việc mà cho các bạn xem cái sản phẩm nó như thế nào thôi. There will be like a day one hands-on or first impressions of something, like as soon as it comes out, and there's always a comment like, hey, nice review. Đúng rồi, thì những cái video dạng như là một ngày với sản phẩm này, trên tay này, đánh giá nhanh này, mở hộp này, thì mọi người cũng cứ dùng những cái từ review để chia sẻ và nhận định những video đấy. Thế thành ra ngay cả khi bọn mình mà trên tay những sản phẩm nó quá mới bảo là con này trong màn hình cũng được, xong cũng sẽ có ngay những người nhảy vào là review như cứt ăn tiền, cái con màn hình xấu như vậy cũng chê, cũng khen, vân 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 vân. Thì các bạn phải hiểu đấy là những bài trên tay, và những cái sản phẩm như vậy cũng có thể là những sản phẩm demo, nó sẽ khác cho phiên bản thương mại, thì nhiều lúc là nó sẽ không phải là một cái gì đó mà đưa ra một cái quyết định quá sớm được. Thì các bạn lại dùng những cái từ review để mà quy chụp vào tất cả các video đưa lên. That's not a review, there's actually a playlist specifically of all the reviews on the channel. Đúng, thì anh KBHD nói rằng là anh ấy có một cái playlist riêng cho cái vấn đề review này. Thì các bạn cũng có thể xem, bọn mình có một cái video, có một cái playlist riêng, đó là đánh giá chi tiết để các bạn có thể xem những cái video review ở trên này. Đấy. Thế là bọn mình có từ ngày xưa nhưng mà do lười quá không add vào ấy. Bây giờ mới add vào thì nó không được đầy đủ. There will never be a product review sponsored by the company that makes that product. Never. Just not a good fit for me. Now that's not to say that no one. Thì anh cũng nói luôn là sẽ không có việc review cái sản phẩm bởi chính cái công ty tạo ra sản phẩm đấy. Nói một cái hướng khác, ta nghĩa là tôi có thể nhận tài trợ của một đơn vị khác, nhưng mà đơn vị đó thì không sản xuất ra sản phẩm. Ví dụ như các bạn thấy tài trợ những phần mềm như LastPass này, những cái phần mềm như VPN vân vân vân, thì sẽ vẫn có nhà tài trợ. Vấn đề là những cái nhà tài trợ này thì không trực tiếp làm sản phẩm nên nó không ảnh hưởng gì. Or should do this. In fact, there are plenty that do. Here's a good example. Peter McKinnon just reviewed the Canon R5, one of the earliest and best reviews of one of the most important new cameras. And he has Canon as a channel sponsor, but he's obviously super upfront about that in the beginning of the video, and he doesn't let it affect his review, and he goes through the whole thing. It's one of the best videos you should watch. So it can be done well. It's just for me, in tech, that's a tough distinction to make.
Đấy, thì trường hợp khác thì có một cái anh làm review về máy ảnh Canon thì mặc dù được Canon tài trợ, anh ấy nói ngay từ đầu thì anh vẫn làm rất là ok. Còn qua với ông AKBHD này thì ông ấy không muốn làm như thế. Something that I'll do on this channel. Now, all that being said, that doesn't mean I'll never do anything sponsored. Of course, I've partnered with brands before, and these are a sort of a necessary thing, as I'll explain. But just business-wise, you'll never hear of a business relying entirely on like something like AdSense revenue as a variable. So. Đấy thì AKBHD nó rất rõ đó là nói như thế này thì có phải là không bao giờ mà nhận quảng cáo không thì cũng không đúng, bởi vì là cả một cái gọi là công ty hay là những cái việc hoạt động như thế này thì không thể phụ thuộc mỗi về việc là AdSense, mà các bạn đã hiểu là AdSense ở bên Mỹ nó còn rất là cao, nó gấp đến khi cả chục lần so với Việt Nam chúng ta. Mà nếu mà những ông này nói như vậy thì chứng tỏ là Việt Nam chúng ta còn nghèo đến như thế nào mà phụ thuộc vào tiền YouTube chắc chết. There are two ways that I work with companies. There are sponsored segments and collaborations with brands. So a sponsored. Đấy thì có hai cách, một là tài trợ và thứ hai là hợp tác message cùng với các nhãn hàng. It's pretty simple. You're probably familiar with it by now, where you'll hear something like this video is sponsored by, or this portion of the video is brought to you by, or you can pick it up at our channel sponsor Dbrand, something like that. That is a paid. Đấy thì ví dụ như hợp tác cùng với những thương hiệu như kiểu Dbrand, một thương hiệu dán da skin của điện thoại chẳng hạn. Bạn thấy là luôn luôn nói luôn là nhà tài trợ của video này là ai? By a hand-selected sponsor who either makes something that I believe in or that I think is good, that will always be disclosed. And you might have actually seen recently. Thì nó cũng tương tự như kiểu là bọn mình làm các cái điện thoại ấy, bọn mình mượn tại các cửa hàng mới sẽ nói luôn là sản phẩm này bọn mình mượn tại cửa hàng 7S, mượn tại Hoàng Hà Mobile, mượn tại XT Mobile, mượn tại Dượng Việt vân vân và vân vân. Thì nó cách thức hoạt động không khác gì, và mục tiêu đó là của cái video đó sẽ truyền tải cái thông điệp của cái nhà tài trợ, ví dụ như là Dbrand mà các ông này hay quảng cáo là gì, chuyên dán skin, thì bọn mình sẽ truyền tải cái thông điệp như là sản phẩm này được bán chính hãng, giá tốt, nhiều khuyến mại vân vân và vân. Đó. YouTube decided in like the next month or so to automatically enable mid-rolls on all monetized videos over 8 minutes and to just like try to decide where the mid-roll should go. You've seen those like mid-roll interruptions before. I don't like that very much. I don't enable mid-rolls on very many of my own 10-minute videos. So I do think the hand-selected sponsored message that you can integrate much more easily and much more seamlessly is a better way of doing that. So I don't typically have mid-rolls in my videos, and I'd rather go with the actual. Cũng một cái vấn đề nữa mà mình cũng chia sẻ góc độ cả khi mình với AKBHD cũng vừa nói, đó là YouTube thì vừa mới ban hành một cái luật mới, đó là những cái video nào mà có độ dài trên 10 phút hay 8 phút thôi nhỉ, vừa nói qua quên mất rồi, thì họ sẽ tự động thêm một cái quảng cáo vào chính giữa. Điều đấy sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm xem của các bạn. Mặc dù nó tốt cho YouTuber là sẽ kiếm thêm tiền, nhưng các bạn sẽ có thể là thoát video và cảm thấy khó chịu. Thì các YouTuber này thì như MKBHD nói rằng là sẽ không thêm những cái quảng cáo vào giữa, mà thay vào đó thì tự nhận sponsor từ các nhà quảng cáo, sau đó tự đưa ra quảng cáo thì nó sẽ hợp lý hơn, nó nhẹ nhàng, nó mềm mại hơn và sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chúng ta xem video. Đây là hợp tác với các nhãn hàng này. I'd classify it as any time a video wouldn't be possible without the cooperation of some company. So whether it's a dope tech video. Đó, thì rõ ràng để có những cái kênh YouTube như này thì việc hợp tác với các nhãn hàng hay là các thương hiệu là điều bắt buộc. Sẽ không thể có là những cái video mà mình nói thẳng các bạn, các sản phẩm của mình làm nhiều lúc các bạn muốn sản phẩm phải xem đầu tiên, sản phẩm phải có sớm, cập nhật được công nghệ nhanh, thì các bạn nghĩ rằng bọn mình làm sao có thể có được, đúng không ạ? Sản phẩm vừa mới ra mắt, máy chưa bán, một tháng sau mới bán, lấy cái gì mà review? Đấy, khi review các bạn bảo là quá chán, quá chậm, thì rõ ràng đây là bắt buộc là sự hợp tác với các nhãn hàng thì mới có thể có sản phẩm làm được. On camera robots where the company that makes them invited us out to their studio in Portland. Đấy, thì rõ ràng là những cái video kể cả dope tech của ông này cũng phải là đến những cái công ty làm ra các sản phẩm này thì mới có thể làm được. Or when I got to sit down and talk tech in apparel with the legend Kobe Bryant, thanks to partnering with Nike on his new shoe launch, or even just a smart. Đấy, những cái video như là hợp tác với Xiaomi để trên tay những sản phẩm độc đáo như này, hợp tác với Nike để phỏng vấn được những nhân vật rất là nổi tiếng. Phone to the studio 2 weeks early for me to check it out and get some daily use in to make a launch day review. These are all kind of brand collaborations in some way to make those videos possible. I had never done a fully sponsored video before in over 11 years and over 1,000 videos. And we learned a lot from that experience and its pros and cons. I'm not against them, actually. I just think they are typically more difficult to execute well. So.
Đấy, thì ông này cũng đã nhận được một cái video quảng cáo suốt 11 năm qua cả nghìn video. Thì nếu các bạn chưa biết thì đây là một trong những video bị dislike nhiều nhất. Video là hợp tác với một cái thương hiệu ô tô. Đấy, video này thì mặc dù đã ghi rất là rõ rằng là được quảng cáo nhưng mà bị chửi thì rất là nhiều. Và ông đã rút ra những cái bài học về cái vấn đề về quảng cáo như thế nào trên cái kênh của mình. If I ever say something positive about a product in a video, it's because I genuinely think it's good. And if I say something bad about a product, it's because I genuinely think it's bad. I have absolutely no concern about my relationship with a company. Đấy, thì quay trở lại đó là đã là reviewer thì người ta thấy tốt thì nói tốt, thấy không tốt thì nó không tốt. Mặc dù mình cảm thấy cái lúc mà làm những cái kênh YouTube như này thì có tên tuổi một chút thì cái áp lực đó rất là nhiều. Ngay cả việc như nhé, mình dùng cái thuốc chữa xoang mà thấy ok, bây giờ mà mình đăng lên ấy mà bảo mình đang dùng loại này ok, cái gì cũng có thằng nhảy vào đi mẹ mày ăn tiền à. Còn bây giờ mà mình không đăng, nó hỏi thế làm sao anh khỏi, trả lời cái lộn gì bây giờ, anh khỏi bẩm sinh khỏi bẩm sinh. Nói chung là rất là đau đầu cái khoản này. Nên nhiều lúc bọn mình ấy, có những cái rất là đời thường mà chân thật muốn chia sẻ các bạn. Ví dụ như bảo là uống cái lon nước này rất là ngon vì mình thích, đúng là mình thích thật, nhưng mà bây giờ cũng không dám nói. Ví dụ bảo mình rất thích cái loại watermelon, không dám nói. Các bạn lại bảo thằng này ăn tiền rồi. If a company gets mad or doesn't want to send review devices anymore or invite me to events, whatever it is, because of what I said in a review, because of a truth that I spoke about their product, that actually looks worse on them. We are very Đấy, thì bảo là nếu trong trường hợp mà tôi nói đúng về sản phẩm, chê sản phẩm mà hãng đó không gửi sản phẩm, không mời đi sự kiện nữa thì cũng không sao cả, và lúc đấy hãng sẽ từng người chịu thiệt. Cá nhân mình đã từng trải qua một giai đoạn đấy rồi, tầm khoảng hơn một năm đã từng nói thật quá xong bị một hãng anti. Nhưng mà cả mình thấy rằng cái vấn đề đấy thì nó sẽ ảnh hưởng là mình sẽ không có cái sản phẩm đấy quá mới để làm. Mà không biết là anh em có nhận ra đợt đấy là với hãng nào hay không, nhưng quan điểm của mình vẫn là như thế. Các bạn thấy là một thương hiệu cũng rất là lớn khủng khiếp, nhưng mà mình nghĩ rằng là đến cái lúc chúng ta cần nói sự thật thì vẫn cứ phải nói sự thật. Mà cũng may mắn là qua những cái giai đoạn đấy mình thấy nhà sản xuất đây đã cải thiện rất là nhiều sản phẩm, họ đã làm tốt hơn hẳn so với giai đoạn trước đây bị chúng ta chửi mắng là sản phẩm không tốt vân vân và vân vân. Thì nếu không có những cái điều đó thì khó cho người dùng là sẽ không bao giờ có những sản phẩm thực sự tốt như ta mong đợi. We rely on having to be first to make it worth making a video typically, which basically means if there's a product that doesn't get sent to the studio for an advanced review, like a and this happens all the time, like there's products you guys ask about I'm still trying to get my hands on, like Sony's Xperia 1 Mark 2. Đấy, cũng như là NKBHD, thực tế là các bạn cứ nghĩ là các cái kênh lớn thì mặc định sẽ luôn luôn có sản phẩm mới sớm để làm, nhưng không phải lúc nào như vậy, bởi vì họ sẽ có những mối quan hệ khác, họ có những sự ưu tiên khác, và có thể là bọn mình đã có thể làm những cái video không tốt thì họ sẽ không thích, họ sẽ không gửi hạn. Nhưng MKBHD bây giờ vẫn chưa có Sony Xperia 1 Mark 2, nghe là đã cùi hơn Vivo Studio rồi. Canon R5. Like if I don't get them early, I buy them and then I review them. Đúng, nếu mà một số cái không mượn được thì đành phải mua. Pocophone F2 Pro cũng là một trường hợp bọn mình cũng phải tự bỏ tiền ra mua, và rất nhiều các sản phẩm khác cũng đều phải bỏ tiền ra mua vì đơn giản là không mượn được. When they get here. One thing I do want to be more clear about is disclosing when a product being reviewed was provided by the company that makes it versus one that I purchased myself. It's a pretty healthy mix on the channel. A lot of people don't realize that, but I used to put that in the description of every. Đó thì trên các cái video của MKBHD thì có những video mượn nhãn hàng, có những video là mua sản phẩm về. Thì thực ra ấy, do bản thân này, các cái kênh YouTube nước ngoài họ có một số lượng thu nhập cực kỳ lớn thì họ có thể làm điều đó rất là đều đặn. Ngay như bọn mình ấy nhá, cái Poco F2 Pro mình tự bỏ tiền ra mua. Nhưng mà để mà cố mà kéo lại bù đắp cho cái số tiền đấy, bởi vì số tiền ở YouTube bọn mình kiếm về nó quá thấp, thì bọn mình vẫn bắt buộc là phải tìm cách để quảng cáo cho các đơn vị khác, như là quảng cáo cho Lazada nơi mình mua để mà kiếm tiền affiliate chẳng hạn, hay là quảng cáo cho những đơn vị bán lẻ khác. Mặc dù mình không mượn tại đó nhưng mình vẫn làm như vậy để mình kiếm lại một phần tiền quảng cáo, tại vì số tiền bỏ ra bọn mình mua cũng đã rất là lớn rồi. Video mà làm ra thì có khi các bạn cũng chả xem. Pocophone F2 vân vân chứ chắc các bạn đã xem hay là hứng thú bằng. Rồi còn một cái nữa là tại sao mày im lặng không nói về sản phẩm. We have to pick and choose our battles over here, man. Like, I wish I could make a whole new video every single day, because sometimes there is that much to talk about. But it's a small team here. Actually, during the pandemic, it's kind of... Đấy, thì có nhiều bạn cứ suốt ngày chửi sao có máy mới này không làm. Thế thực ra ông này ông bảo là để làm một sản phẩm chất lượng thì rõ ràng cần một thời gian để làm. Không phải lúc nào cũng làm để ra được. Team thì nhỏ.
Và bản thân các bạn thấy là bọn mình cũng gặp cái vấn đề đó, mà mình đã từng nói rất là nhiều rồi, đau hết cả đầu. Nên mình mới làm một cái kênh Vinso, là kênh đó là nhiều lúc sản phẩm mới về. Như hôm trước Khôi Khí mượn con P40 Pro Plus ấy, mượn có 30 phút thì mình cũng chỉ quay nhanh, thì mình không thể quay vớ quay vẫn được ở trên kênh Vật Vờ Studio, nên mình phải có những cái khác để làm những cái mà nó ngắn, nó gọn, nó xúc tích hơn. Còn trên kênh Vật Vờ Studio sẽ làm các sản phẩm chất lượng hơn. Chứ bây giờ các bạn thôi, chưa kể máy móc đấy, như con Xperia 1 Mark 2 cũng chỉ mượn được từ sáng đến chiều, nhưng mà video nào các bạn muốn làm lại chúa trên cao. Thương đau vô quá. Can you trust MKBHD? Can you trust me? Nói chung cuối cùng là có nên tin hay không? But I believe it is an important question to ask, because you, at the end of the day, as a viewer, shouldn't get all of your tech advice from one person. I mean, think about it. It's a purchase decision. You should experiment with other opinions, and there's a variety of us out there. Đúng. Rõ ràng rồi. Nếu mà các bạn quyết định mua sản phẩm thì các bạn không nên chỉ xem một video mà phải xem nhiều video. Bởi vì bản chất những cái bài review ấy, thì là ý kiến cá nhân. Thì chưa chắc ý kiến của người này đã phù hợp với các bạn vì nhu cầu mỗi người khác nhau. Ví dụ tôi là tôi không thích mấy ông Tây cái chỗ là chẳng ông nào review nói về hiệu năng chơi game mà. Đúng không? Sau đó có mấy ông thượng đẳng ở Việt Nam nhảy vào chửi là mấy thằng YouTuber Việt Nam ngoài review chơi game không biết làm cái trò đéo gì à? Nhưng bản chất người châu Á chúng ta là rất thích những cái bài so sánh về chơi game, về những bài đọ benchmark, những bài speed test. Nhưng mấy ông Tây này thì lại không quan tâm đến vấn đề đấy mấy. Phần lớn những video của MKBHD hay kể cả các kênh khác không nói cái quái gì về việc chơi game các thứ như nào cả. Đấy, sự khác biệt là họ đến cái tầm mà họ mua về trải nghiệm. Còn mình thì vẫn cứ 100% được cái máy này phải đặt từng cấu hình là RAM hơn nhau chỗ nào chúng ta mua. Thì các bạn đừng có mà đi so sánh với nhau, và cũng như là dựa vào một video mà quyết định là cái sản phẩm ấy tốt hay không, mà cứ xem nhiều người vào. And different ethics stances. So as a viewer or that commenter on YouTube, you should be able to pick and choose. And the reason I'm telling you all this is because I think it's important for you to know as a viewer, and I work for you at the end of the day. I think the tweets and comments and stuff like from the beginning of the video generally just come from a misunderstanding or a lack of understanding, because this is so new and it has been the Wild West for so long. So hopefully this public me answering what I think you should know. But if you have other questions, hit me up in the comment section below. Ask me anything. Or I'm also going to be doing an AMA on Reddit starting today at, I think it's an open book. Ok, thì như vậy qua video này mình chia sẻ các bạn một chút về, hóa ra là ở Đông Lào hay là ở Tây Lào thì họ cũng đều có những trường hợp với nhau. Những cái bơ to như MKBHD 11 triệu sub hay mấy cái kênh liều tiều kiểu gần 2 triệu sub thì cũng đều bị mọi người chửi là các bọn ăn tiền cả thôi. Thì mình hy vọng qua video này các bạn hiểu hơn một chút. Và bên kênh Vinso thì sẽ có video nói về cách ăn tiền nó như thế nào. Các bạn có thể subscribe bên đấy để xem thêm. Là các bạn nghĩ sao, có thể comment cho mình thêm về cái công việc này mà các bạn đã nhận định. Mà đấy không chỉ nói về cái công việc là reviewer cái mảng công nghệ đâu nhé, mà tất cả làm review ở bất kỳ lĩnh vực nào thì đều như nhau cả thôi. Hẹn anh em các video lần sau. Kiểu gì sẽ có ông hỏi là ăn cái gì ngon thế, tôi cũng lại không nói thì lại bảo là quảng cáo ăn tiền.